chạy cho thằng chạy. Lục Tạch vẫn kịp cho một quốc Đi thằng thiên à. Vẫn kịp cho một quát xếp vào mặt. Những cây trào ươn này thấp quá, kiếm cây khác. Đây rồi. Mọi người level 9 và vô mắc. Chắc hơn boss 81% HP. Tôi can, tôi bỏ đi. Cần thắng khó quá. 7-10 là chẳng là chẳng ai. Chạy đua, chạy đua, chạy đua. Nhiều gắn thì đi sắp bót anh ơi. Đua. Thế lại giật rồi. Thấy bình thường mà ra. Vào anh. Đây. À, không chết nha. Diệt mấy con trái bên trên bác ấy. Hai người muốn farm điểm farm đi nhá, em không bắn nữa đâu. Đấy, farm điểm đi. Đã lốp farm điểm, đã lốp bắn tiếp nhá. Ô, tôi sẽ cố gắng hết cỡ. Đang gì nhỉ? 46 nhá, bây giờ 46. Map này thì em bắn được, ok, thì map này bắn lên 4 được. 4 cỡ thì được. Phải biết tôi một tí thôi. Chặt cái băng đi. Băng, 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 băng. Băng là có một băng à. Để, không kịp. Thôi để nhờ mọi người bắn những cái điểm này. Cái FMG mắc kìa. Trên cái FMG bot ấy. Bên trên chỗ anh ấy. Cái nào? Bên trên ấy, ngay đầu ấy, ngay đầu ấy kìa, đỏ đỏ, shot đi kìa.